Xin chào các bạn, là đầu tiên thì Gió Mùa Ký Sự xin gửi lời chúc đến toàn thể quý cô chú, anh chị em và các bạn có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Video hôm nay mình xin được phép chia sẻ về đường hầm Thủ Thiêm ở hiện tại và một vài công đoạn lịch sử quá trình thi công đường hầm đặc biệt duy nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Trước tiên thì mời mọi người xem đôi chút để biết vị trí và các quá trình thi công cũng như trải nghiệm vượt hầm cùng mình nhé. Đường hầm Thủ Thiêm là một đường hầm được dìm sâu bên dưới lòng sông Sài Gòn, là một đường hầm vượt qua sông Sài Gòn ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đầu tiên và duy nhất. Đây là một phần trong dự án đại lộ Đông Tây nối quận 1 thành phố Hồ Chí Minh với khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc thành phố Thủ Đức. Cửa hầm bên trái nối với đường Võ Văn Kiệt, cửa hầm bên phải nối với đường Mai Chí Thọ. Đây là hình ảnh trên cao hướng cửa hầm Thủ Thiêm bên phía khu vực của Thủ Thiêm, nhìn qua quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây chính là khu vực của quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Bên trên chính là cầu Ken Met và bên dưới chính là đường Võ Văn Kiệt nối vào cửa hầm của đường hầm Thủ Thiêm. Ở vị trí này, bên dưới lòng sông sẽ được lắp đặt các đốt hầm nối vào bờ sông bên kia. Ở thời điểm trước, phía ngoài lòng sông sẽ được nạo vét xuống khoảng 12 mét dưới đáy sông để lắp đặt các đốt hầm. Vào tháng 9 năm 2007, đúc 4 đốt hầm Thủ Thiêm đã được đổ tại huyện Nhân Trạch, Đồng Nai. 4 đốt hầm mỗi đốt dài 92 mét, rộng 33 mét, cao 9 mét, nặng 27.000 tấn. Vào ngày 7 tháng 3 2010 đến ngày 4 tháng 6 năm 2010, lần được 4 đốt hầm đã được lai dắt dọc 22 km đường sông từ nhà bè về đến sông Sài Gòn tại điểm quay tàu Mỹ Cảnh. Quá trình và công tác dìm 4 đốt hầm xuống lòng sông Sài Gòn. Đốt hầm thứ nhất được dìm xuống sông vào ngày 8 tháng 3 năm 2010, đốt hầm thứ hai vào ngày 6 tháng 4 năm 2010 và đốt hầm thứ ba vào ngày 5 tháng 5 năm 2010 và đốt hầm thứ tư là đốt hầm cuối cùng được dìm vào ngày 5 tháng 6 năm 2010. Vào ngày 21 tháng 9 năm 2010, tổ chức lễ họp long đường hầm vượt sông Sài Gòn.
Và đây chính là cách để dìm 4 đốt hầm xuống đáy sông. Bây giờ thì mời các bạn cùng nghe những lời phân tích của chú chỉ huy của công trình đường hầm Hữu Hiêm. Bài toán đặt ra chúng ta phải điều khiển một cái khối bê tông như là một cái tòa nhà 25 tầng và nó phải dịch chuyển suốt 22 km đấy và neo cách cái mặt cắt của cái đường dẫn xuống khoảng 200 m và từ trên cao thế này điều khiển cái khối bê tông đó nó vừa đi xuống nó vừa đi vào, nó từng bước để nó tiệm cận được với cái mặt cắt của cái đường dẫn. Cái đốt số 1 thì nó sẽ gắn với cái mặt cắt với Thủ Thiêm trước và lần lượt đốt 2, đốt 3, đốt 4 về phía Sài Gòn. Nhiệm vụ đặt ra là một cái khối bê tông khổng lồ như vậy đưa xuống như vậy và để nó gắn được vào nhau, nó phải gắn kết được giữa hai cái mặt cắt chiều cao 9m, chiều ngang 33m, nó phải dính sát vào nhau. Trong quá trình đó là chúng ta đang dịch chuyển một cái khối bê tông khổng lồ như vậy trong dòng chảy tự nhiên của sông Sài Gòn. Để làm được điều đó thì chúng ta áp dụng với công nghệ cũng lần đầu tiên chúng ta làm, nó gọi là công nghệ tháp và phao. Trên nóc hầm chúng ta có thêm các cái hệ thống phao neo và chúng ta dùng cái hệ thống tời để nó điều khiển từ các cái phao đó xuống bốn cái tảng bê tông chúng ta đã định vị và chúng ta dùng các cái motor để chúng ta dịch chuyển cái đốt hầm. Các cái đốt hầm trước thì chúng ta vẫn còn một cái không gian rộng để chúng ta dìm. Còn cái đốt hầm số 4 chỉ còn đúng có 95m cái bề rộng giữa cái đốt số 3 và cái bờ sông Sài Gòn. Trong khi đó cái đốt hầm mình đã là 93m rồi. Như vậy thì chỉ còn mỗi bên khoảng 1m để chúng ta điều khiển cái khối bê tông khổng lồ đó làm sao nó đi xuống trong một cái khe hẹp như vậy và nó gắn kết được vào nhau. Phương án chọn cũng rất là táo bạo, là chúng ta cuối cùng chọn là chúng ta đưa cái đốt hầm vào sát cái bờ quận nhất và chúng ta làm một cái hệ thống giá gỗ để cho cái đốt hầm nó trượt thẳng xuống luôn trong 10 bước đầu tiên. Và sau đó chúng ta bắt đầu mà dịch chuyển trong cái khe hẹp đấy. Mỗi bên chỉ còn có gần 1 mét thôi. Chúng ta cứ nghĩ là lo nhất là cái đường hầm nó bị lún, bị chìm sâu. Nhưng mà thật ra các cái đường hầm dìm thì người ta lại ngại nhất là nó nổi lên. Thành ra là phải có một cái lớp bê tông khoảng 2 mét đổ xuống đáy đường hầm rồi chúng ta tháo dỡ các cái bể chứa nước. Đường hầm Hữu Hiêm vượt sông Sài Gòn có chiều dài 1.490m, rộng 33m với quy mô 6 làn xe và 2 đường thoát hiểm. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 16.000 tỷ đồng, khoảng 762 triệu USD. Vốn vay ODA Nhật chiếm khoảng 65% tổng mức đầu tư. Dự án được khởi công vào ngày 31 tháng 1 năm 2005, khánh thành và đưa vào sử dụng vào ngày 20 tháng 11 năm 2011. Đây là video chia sẻ có sử dụng một số tài liệu về một số cảnh thi công quá trình của đường hầm Hữu Hiêm và video hiện tại chia sẻ về quá trình vượt qua đường hầm Hữu Hiêm này. Và trong video thì có sử dụng một số tài liệu. Nếu có những vấn đề thắc mắc hay vấn đề gì thì mời các bạn có thể liên hệ mình qua Gmail bên dưới video này. Và bây giờ thì mời tất cả các quý cô chú bà con cùng xem những hình ảnh thực tế hiện tại khi mà mình vượt qua hầm Hữu Hiêm để qua bên khu vực của Hữu Hiêm nhé.
Rồi, video đây là hết. Hẹn gặp lại quý cô chú và anh chị em cũng như các bạn ở video tiếp theo nhé.